Hôm nay, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về thủ tục báo tăng lao động. Khi công ty các bạn có nhân viên mới vào làm việc, thì lúc đó chúng ta phải báo tăng lao động để tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Về thủ tục báo tăng lao động. Khi công ty các bạn có nhân viên mới vào làm việc, thì lúc đó chúng ta phải báo tăng lao động để tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Thì đối với lại thành phần hồ sơ báo tăng lao động, căn cứ vào quy định tại Điều 23, Quyết định 595, Quyết định của Bảo hiểm xã hội ngày 14 tháng 4 năm 2017, thì thành phần hồ sơ báo tăng đối với người lao động thì cần phải có tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mẫu TK1-TS. Và đây chính là mẫu chúng ta cần phải điền đầy đủ các thông tin vào. Mẫu này thì do người lao động lập, do đó khi lập xong, điền đầy đủ thông tin xong, thì người lao động sẽ điền vào phần người kê khai và sẽ được xác nhận ký đóng dấu của người đại diện theo pháp luật. Còn đối với người sử dụng lao động thì cần phải có danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mẫu số D02-LT và bảng kê thông tin mẫu D01-TS. Số lượng hồ sơ là một bộ. Thì hai mẫu D02 và D01, khi mà chúng ta đăng ký sử dụng phần mềm bảo hiểm điện tử thì trên phần mềm sẽ có khi mà chúng ta vào báo tăng. Các bạn sẽ thấy được hai mẫu D02 và D01. Cụ thể khai báo mẫu này như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Về thời hạn giải quyết hồ sơ báo tăng lao động thì theo quyết định số 222, quyết định của Bảo hiểm xã hội ngày 25 tháng 2 năm 2021 quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ báo tăng lao động như sau. Không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Và không quá 5 ngày đối với các trường hợp còn lại. Và khi chúng ta thực hiện báo tăng lao động thì chúng ta sẽ thực hiện ở trên phần mềm giao dịch bảo hiểm điện tử. Tùy theo từng công ty mà sử dụng các nhà mạng khác nhau thì sẽ có giao diện khác nhau. Nhưng cơ bản về hồ sơ thì đều có những hồ sơ cần thiết như nhau theo đúng quy định của luật bảo hiểm xã hội. Ở đây thì tôi sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử của Vin Bảo hiểm xã hội. Do đó tôi sẽ truy cập vào bảo hiểm xã hội điện tử.vin gạch ngang bảo hiểm xã hội.com. Và lúc này tôi điền mã đăng nhập chính là mã số thuế của công ty. Tên đăng nhập và mật khẩu chúng ta điền vào, sau đó nhấn đăng nhập. Vì ở đây tôi báo tăng lao động, do đó tôi nhấn vào dấu cộng tại mục 600 này, báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội. Tại đây chúng ta báo tăng lao động nào thì chúng ta chọn lao động đó. Trong trường hợp lao động cần báo tăng chưa có trong danh sách này thì các bạn sẽ phải nhấn vào thêm mới người lao động. Nếu như người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội ở các công ty khác và sang công ty các bạn đóng tiếp và có số bảo hiểm xã hội rồi thì chúng ta điền số vào đây hoặc là chúng ta tìm kiếm. Còn nếu như người lao động mà chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở đâu và lần đầu tham gia tại công ty các bạn thì chúng ta sẽ có thể bỏ qua mã số bảo hiểm xã hội này. Và chúng ta điền đầy đủ họ tên, ngày sinh, giới tính. Những ô nào mà có dấu sao là chúng ta bắt buộc phải điền. Và điền các cái thông tin cá nhân của người lao động thì các bạn sẽ căn cứ vào căn cước công dân của người lao động để chúng ta khai báo. Điện thoại liên hệ và email chúng ta điền bằng thông tin của người lao động. Hoặc nếu như công ty muốn quản lý thông tin của người lao động thì chúng ta có thể điền điện thoại liên hệ và email liên hệ là thông tin của doanh nghiệp các bạn. Và để điền được tiếp thông tin về hợp đồng lao động thì các bạn sẽ phải điền số hợp đồng lao động và chọn loại hợp đồng lao động. Phòng ban thuộc phòng ban nào thì chúng ta chọn. Và hợp đồng lao động thì tại các phần có liên quan đến bảng lương tháng 1 trên giáo trình thì cũng có mẫu hợp đồng lao động các bạn có thể tải về để tham khảo. Trường hợp bạn nào không có tài khoản đăng nhập vào giáo trình học của Kế toán Việt Hưng mà các bạn muốn tìm hiểu mẫu TK1 hoặc là mẫu hợp đồng lao động hoặc mẫu bảng lương thì chúng ta có thể nhắn tin trực tiếp đến Zalo 0988 680 223
để kế toán Việt Hương gửi cho các bạn các cái biểu mẫu mà các bạn cần. Quay lại phần thêm nhân sự tại mục thông tin bảo hiểm. Nếu như người lao động đã có sổ thì các bạn tích vào đã có sổ, còn nếu chưa thì các bạn bỏ qua, không cần tích. Tiền lương, hệ số lương phụ cấp, các bạn điền đầy đủ những cái thông tin này nếu như mà chúng ta biết. Còn nếu thông tin nào không có thì chúng ta có thể bỏ qua. Để chọn được bệnh viện khám chữa bệnh này thì các bạn phải lựa chọn vùng sinh sống và tỉnh bệnh viện trước, thì lúc đó chúng ta mới chọn được bệnh viện khám chữa bệnh. Thông tin tài khoản thì đây là thông tin tài khoản của cá nhân người lao động. Mục đích là trong trường hợp nếu như người lao động được giải quyết về thai sản hoặc là chế độ ốm đau liên quan đến bảo hiểm xã hội, thì lúc đó bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán trực tiếp cho người lao động, không cần phải qua công ty nữa. Còn nếu không thì các bạn có thể điền số tài khoản của công ty vào. Khai báo xong đầy đủ rồi thì các bạn nhấn lưu. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được thông tin của người lao động ở trong phần danh sách người lao động này. Và chúng ta muốn báo tăng lao động nào thì chúng ta tích vào lao động đó và nhấn vào tăng lao động. Phần mềm sẽ tự lấy thông tin của người lao động đó lên phần danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội này. Những ô mà có dấu sao, tức là ô màu đỏ, thì các bạn cần phải điền đầy đủ các thông tin vào. Nếu chúng ta không điền đủ thì phần mềm sẽ không lưu và ký được. Đối với mức lương, hệ số lương, thì chúng ta đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động với mức lương cơ bản nào thì chúng ta điền mức lương, hệ số lương vào đây. Và cái mức lương đóng bảo hiểm xã hội thì không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại thời điểm mà các bạn báo tăng lao động. Các thông tin khác thì các bạn có thể điền vào hoặc bỏ trống. Phương án điều chỉnh này thì chúng ta chọn là tăng mới, vì ở đây tôi báo tăng mới. Còn nếu như mà chúng ta điều chỉnh theo phương án khác thì các bạn lựa chọn một trong các phương án ở bên dưới này, sao cho phù hợp với từng đơn vị và từng lần chúng ta báo tăng. Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội, chúng ta bắt đầu báo tăng lao động từ tháng nào và bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tại công ty chúng ta từ tháng nào thì các bạn điền tháng bắt đầu vào. Còn kết thúc thì chúng ta để trống. Tiếp theo là đến hợp đồng quyết định, thì chúng ta căn cứ vào hợp đồng lao động mà chúng ta đã ký kết với người lao động để chúng ta điền số và ngày ký của hợp đồng vào. Nếu như các bạn muốn thêm một lao động nào khác thì các bạn lại nhấn vào lao động, sau đó các bạn lại nhấn vào tăng lao động để chúng ta thêm tiếp lao động tiếp theo. Và lao động tiếp theo thì chúng ta cũng điền đầy đủ các thông tin và các ô màu đỏ. Xong thì chúng ta nhấn lưu. Lưu xong thì chúng ta sẽ sang phần D01TS này. Tại D01-TS chúng ta cũng chọn lao động bằng cách chúng ta tích vào ô vuông bên cạnh tên người lao động cần báo tăng. Sau đó chúng ta nhấn vào chọn lao động. Phần mềm sẽ tự lấy lao động đó lên trên bảng kê. Và nội dung bảng kê này chúng ta ghi là bảng kê báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó chúng ta xuống bên dưới cùng chúng ta ghi là báo tăng lao động. Và tại các ô màu đỏ các bạn phải điền đầy đủ các thông tin vào. Tên loại văn bản, số hiệu văn bản, ngày ban hành. Đây chính là các thông tin được lấy ở trên hợp đồng lao động. Tên loại văn bản các bạn ghi là hợp đồng lao động. Số hiệu văn bản là số hợp đồng lao động. Ngày ban hành chính là ngày ký hợp đồng. Ngày văn bản có hiệu lực cũng là ngày ký. Cơ quan ban hành văn bản chính là công ty các bạn. Trích yếu văn bản thì các bạn có thể ghi là hợp đồng lao động hoặc là chúng ta ghi là bảng lương. Tên loại văn bản ở đây các bạn cũng có thể để là bảng lương hoặc là hợp đồng lao động. Chúng ta có thể chọn một trong hai. Thường thì tôi sẽ để là hợp đồng lao động. Và trích lược nội dung cần thẩm định thì các bạn ghi tên người lao động. Tôi giả sử ở đây tôi sẽ ghi là Cao Thị Lam, báo tăng lao động. Nếu như chúng ta báo tăng lao động tiếp theo thì các bạn lại tích vào lao động tiếp theo. Sau đó chọn lao động và chúng ta cũng điền đầy đủ các thông tin vào. Sau mục đính kèm, nếu như mà chúng ta đính kèm hợp đồng lao động hoặc là căn cước công dân hoặc là bảng lương thì lúc đó chúng ta sẽ tải các biểu mẫu đó lên. Nhưng các bạn lưu ý, các biểu mẫu được tải lên đính kèm sẽ được định dạng dưới file PDF hoặc là file ảnh thì chúng ta mới tải lên được.
Tải xong, chúng ta sẽ nhấn vào ký và gửi bảo hiểm xã hội. Và khi ký xong, chúng ta muốn tra cứu hồ sơ thì chúng ta sẽ vào phần tra cứu và điền mã hồ sơ đăng ký vào đây, sau đó nhấn vào tra cứu. Hoặc các bạn có thể nhấn vào mục hồ sơ này thì chúng ta sẽ xem được các cái hồ sơ hoặc là mã thủ tục mà chúng ta đã tạo ở trên phần bảo hiểm xã hội điện tử này. Từ đó các bạn sẽ thấy được kết quả bảo hiểm xã hội trả về tại mục kết quả bảo hiểm xã hội. Vì ở đây tôi tạo nên tôi chưa gửi, do đó ngày gửi đang bị trống. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về thủ tục báo tăng lao động trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử. Đối với các phần mềm xã hội điện tử khác thì các bạn cũng thao tác tương tự. Bởi mỗi phần mềm thì sẽ có giao diện khác nhau nên các bạn cần phải tìm hiểu. Nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo đủ các biểu mẫu như tôi đã nói ở đầu tiên. Chúc các bạn thành công!